Lễ hội mùa đông là sự kiện thường niên được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp đất nước Australia. Tuy nhiên, mỗi nơi lại được tổ chức rất khác nhau. Trong đó, lễ hội tại Hawkesbury, bang New South Wales là một trong những lễ hội đặc sắc khi tái hiện không gian văn hóa thời kỳ Trung Cổ. Tại đây, du khách có thể được chứng kiến các bác thợ rèn tự làm các đồ dùng bằng sắt trong gia đình, có thể được biết cách xê sợi hay được tìm hiểu về trang phục, vật dụng của thời kỳ này. Lễ hội mùa đông tại bang New South Wales của Australia là một trong những lễ hội đặc sắc khi có màn tái hiện nhiều cuộc đấu giữa các đấu sĩ thời Trung Cổ với nhiều loại vũ khí thô sơ như là kiếm, đao, búa hay là rìu. Năm nay, 10.000 khách du lịch đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến cuộc đấu của 50 đấu sĩ đến từ Australia, New Zealand và Trung Quốc. Tham dự lễ hội năm nay có 18 đội với nhiều màn trình diễn khác nhau. Trong đó có cả các trận đối đầu trực tiếp. Mỗi đội đại diện cho từng nhóm người sống trong từng thời kỳ nhất định với trang phục và vũ khí mà các đội sử dụng đều là những vật dụng đặc trưng mang đậm dấu ấn của thời kỳ đó. Tôi tham dự lễ hội này vì tôi yêu thích lịch sử và đặc biệt có niềm đam mê đối với thời kỳ Trung Cổ vào cuối thế kỷ 15. Tôi mặc bộ áo giáp này và cảm thấy vô cùng phấn khích. Tôi còn được gặp gỡ, kết bạn với những người cùng yêu thích lịch sử và khoác lên mình những bộ áo giáp và làm những việc mà không phải ngày nào cũng được làm. Thật là tuyệt. Tham dự lễ hội, du khách không chỉ được quan sát mà còn được hòa mình vào trong không khí thời kỳ Trung Cổ bằng việc khoác lên mình các bộ trang phục thời kỳ này hoặc được tự mình học hỏi và có những trải nghiệm thú vị. Tôi đến đây nhằm làm sống lại lịch sử cổ đại và được đắm chìm trong thời kỳ đó. Tôi muốn được thư giãn, tôi mặc trang phục này để thể hiện tình yêu của tôi đối với quá khứ và truyền cảm hứng để mọi người cũng yêu mến quá khứ. Trung Cổ là thời kỳ để lại nhiều dấu ấn mà mọi người thường được biết đến qua các câu chuyện hay phim ảnh, song không có cơ hội được trải nghiệm. Vì vậy, tuy các nét văn hóa đặc sắc thời kỳ này được tái hiện liên tục trong lễ hội mùa đông suốt 3 thập kỷ qua, song số người đến tham dự năm sau luôn nhiều hơn năm trước. Thực tế này chứng tỏ sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố văn hóa với lịch sử sẽ tạo ra sự kiện có chiều sâu và đặc sắc.